Người nghèo thông qua tin nhắn, được phát động từ cuối tháng 8 năm 2019, cả nước chung tay vì người nghèo là chương trình được chủ trì khởi xướng bởi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông. Chương trình này được triển khai nhằm huy động nguồn lực từ phía xã hội để cùng với chính phủ và các tổ chức xã hội khác chung tay giúp đỡ người nghèo. Đây là một phần của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tính đến tháng 12 năm 2019, chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo 2019 đã huy động được hơn 172.000 lượt tin nhắn ủng hộ từ người dân trên cả nước. Theo thống kê mới nhất của Cổng thông tin điện tử nhân đạo, quốc gia, tổng số tiền mà Quỹ Cả nước chung tay vì người nghèo 2019 nhận được đến nay là hơn 7 tỷ đồng. Chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo 2019 sẽ khép lại chỉ sau một tháng nữa, với mỗi tin nhắn chủ thuê bao di động sẽ đóng góp tối thiểu 20.000 đồng vào quỹ vì người nghèo. Số tiền này tuy nhỏ nhưng sẽ đóng góp một phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo đang được thực hiện trên cả nước.